Chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Bình luận viên Hải Thanh Story. Nói tới Mexico, bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Đó là những băng đảng buôn ma túy khét tiếng. Đó là vùng đất của những tên tội phạm bỏ trốn từ nước Mỹ như trong phim Hollywood. Một đất nước nhiều sa mạc cũng như trong phim của Mỹ. Hay những cầu thủ bóng đá như là Chicharito, Carlos Vega. Ngày hôm nay, chuyến du ngoạn của chúng ta sẽ đến với một phần của đất nước Mexico, thủ đô của họ. Một thành phố đặc biệt. Đặc biệt vì chính tên đất nước Mexico được đặt theo tên của thành phố này. Và còn đặc biệt hơn nữa khi thành phố này thậm chí còn được xây dựng trên một hồ nước và đang thực sự chìm dần mỗi ngày. Nào, hãy cùng bắt đầu ngay bây giờ. Trên thực tế thì các hồ mà thành phố Mexico được xây dựng trên còn gọi là cenotes. Người Aztec đã chọn nơi đây làm địa điểm linh thiêng để xây dựng đế chế của họ, thành phố và là thủ đô của họ. Nói về Aztec, một danh từ riêng. Và đây là tên gọi của một số dân tộc nhất định tại miền trung của Mexico, khu vực mà có thành phố Mexico, thủ đô của đất nước này. Người Aztec từng thống trị phần lớn vùng Trung Mỹ ở thế kỷ 14 đến thế kỷ 16, tạo thành một trong những nền văn minh lớn nhất của nhân loại. Họ thường tự xưng mình là người Mexica, đây cũng chính là nguồn gốc của cái tên Mexico. Theo một lời tiên tri xa xưa, thì kinh đô của người Aztec sẽ là nơi xuất hiện một con chim đại bàng đậu trên cây xương rồng. Và kể từ đó, người Aztec đã đi khắp nơi để tìm kiếm hiện tượng này. Cuối cùng, chim đại bàng đậu trên cây xương rồng cũng xuất hiện, nhưng chớ trêu thay, đây lại là một vùng đất nhỏ bé nằm giữa hồ có tên là hồ Texcoco. Đó là kinh đô của người Aztec, và ngày nay, quốc kỳ của Mexico vẫn giữ nguyên hình ảnh biểu tượng từ xưa. Và đó cũng chính là vùng đất bây giờ là thủ đô Mexico. Sau đó thì người Tây Ban Nha đã tiến hành xâm lược Mexico và người Tây Ban Nha quyết định xây dựng thành phố của họ trên đỉnh của các công trình xây dựng của người Aztec, khai sinh ra một thành phố mới, một thành phố của một Tây Ban Nha mới, bây giờ chính là thành phố Mexico. Tuy nhiên, cái hồ mà chúng ta đang nhắc tới đó là hồ Texcoco ngày nay gần như khô cạn. Có một số tòa nhà của thành phố gợi nhớ đến tháp nghiêng Pisa vì lòng đất của thủ đô là bùn lầy và liên tục chìm xuống. Ước tính rằng thành phố Mexico bây giờ đang chìm khoảng 12cm mỗi năm, thậm chí là còn có thể nhiều hơn. Nhiều hơn thành phố Venice của Ý, thành phố này chỉ chìm khoảng 2mm mỗi năm mà thôi. Và các máy bơm của thành phố hút nước từ hồ này. Và trên thực tế, thành phố Mexico đã chìm đến mức mất danh hiệu thành phố cao thứ 7 trên thế giới. Bây giờ, họ chỉ là thành phố cao thứ 8 trên thế giới. Trong suốt 700 năm thì thành phố Mexico đã phát triển từ một thành phố của người Aztec trên một hồ nước, trở thành một trong những đô thị lớn nhất, giàu có nhất, đông dân nhất và quan trọng nhất trên hành tinh. Đây là một thành phố phức tạp, nhiều màu sắc, có sự giàu có về văn hóa, giàu có về vật chất, có tầm quan trọng trong lịch sử của nó. Đó là sự pha trộn giữa đế chế Aztec, giữa Tây Ban Nha, giữa những yếu tố gần nước Mỹ. Thành phố này chứa đựng rất là nhiều những bí ẩn kinh ngạc và mang trong mình vẻ đẹp của cả tự nhiên lẫn nhân tạo, cung cấp cho những người đến đây những điểm tham quan, những con phố với những nền văn hóa sôi động, với âm nhạc và với đồ ăn ngon. Bất chấp những vấn đề rất là phức tạp của đất nước Mexico, thì thành phố Mexico đã phát triển để trở thành một trong những thủ đô giàu có và xanh nhất ở trên hành tinh, đồng thời tiếp tục mở rộng thông qua những cái chương trình tiến bộ hàng ngày của thành phố này. Bây giờ thì thành phố Mexico đang là nơi sinh sống của rất là nhiều cư dân tới từ nước Mỹ. Nghe rất là giống trong phim khi mà anh chàng nào đó phạm tội thì sẽ bỏ trốn sang Mexico, phải không nào? Có hơn 700.000 người Mỹ đang sống riêng chỉ ở thành phố Mexico. Đây là con số lớn nhất của những người Mỹ đang sống ở một thành phố bên ngoài đất nước Mỹ. Và nếu tính cả toàn bộ đất nước Mexico thì có khoảng 1 triệu người Mỹ đang sống ở đất nước này. Ở thành phố Mexico có vương cung thánh đường công giáo được viếng thăm nhiều thứ hai sau thế giới, chỉ sau tòa thánh Vatican mà thôi. Trước khi đến với chi tiết những câu chuyện, những điều thú vị, những điều kỳ bí về thành phố Mexico, thủ đô của đất nước Mexico, thì hãy tìm hiểu đôi chút về tổng thể đất nước này. Đất nước Mexico là một vùng đất của đầy rẫy những núi lửa. Có thể là những bộ phim của nước Mỹ đã tiêm nhiễm cho chúng ta hình ảnh về một đất nước Mexico với nhiều sa mạc. Nhưng trên thực tế, đất nước Mexico là một vùng đất với rất nhiều núi lửa. Đất nước này có 42 ngọn núi lửa đang hoạt động và hàng nghìn ngọn núi lửa đang không hoạt động. Và đất nước này nằm dọc theo vành đai núi lửa. Đây là tên được đặt cho khu vực hoạt động địa chấn mạnh nhất trên hành tinh, nơi chứa khoảng 90% các trận động đất và 75% núi lửa của thế giới. Rõ ràng, Mexico nằm ở một khu vực cực kỳ khắc nghiệt về mặt địa chất. Nói về con người và nói về văn hóa của đất nước Mexico, thì Mexico là một sản phẩm của di sản văn hóa giàu có, đó là sự kết hợp của những người bản địa, cùng với đó là 3 thế kỷ thống trị của người Tây Ban Nha ở đây. Và Mexico thì có chung đường biên giới với quốc gia giàu có nhất thế giới là nước Mỹ.
Ngày nay, nhiều người Mexico được gọi là những người Mestizos, đó có nghĩa là những người có sự pha trộn giữa những người bản địa và người Tây Ban Nha. Trong suốt lịch sử của mình, thì đất nước Mexico là quê hương của những người nghệ sĩ vĩ đại, người Maya và những người bản địa đã tạo ra những bức tranh tường, những tác phẩm điêu khắc và những đồ trang sức ấn tượng. Người ta cũng ghi nhận rằng ít quốc gia nào trên trái đất có sự đa dạng động thực vật như Mexico, và thành phố Mexico cũng không phải là một ngoại lệ. Đất nước Mexico nằm một phần ở giữa xích đạo và vòng Bắc Cực. Nó là nơi trú ẩn của các loài động vật chạy trốn cái lạnh khắc nghiệt ở phía Bắc và cái nóng gay gắt ở phương Nam. Đây rõ ràng là một khu vực với khí hậu ôn hòa dành cho cả con người, các loài động vật nữa. Người Mexico cũng nổi tiếng là những người rất yêu thể thao. Nhưng bạn sẽ bất ngờ với điều này. Những người Mexico cổ, đó là những người Aztec, đã chơi một thứ bóng đá theo nghi thức. Người thua cuộc sẽ bị hiến tế cho các vị thần. Chấp nhận hiến tế con người, đó là một điều của các nền văn minh cổ xưa trên đất nước Mexico. Người Aztec tin rằng thế giới sẽ kết thúc và mặt trời sẽ ngừng quay nếu không có máu người. Từ 10.000 cho đến 50.000 người đã phải chết mỗi năm. Trong một cuộc hiến tế của con người, thì các cánh tay và chân của nạn nhân được giữ bởi các thầy tu, trong khi đó trái tim được cắt ra khỏi nạn nhân khi hoàn toàn tỉnh táo và đốt trên ngọn lửa trong các đền thờ. Rất ghê rợn. Trở lại với thành phố Mexico, thủ đô của đất nước Mexico với những điều kỳ thú. Thành phố Mexico là thành phố nằm trên núi. Thành phố này cao hơn 2,2 km so với mực nước biển và có khí hậu ôn hòa chứ không phải là ấm áp. Một số du khách khi đến đây không quen với độ cao có thể sẽ bị khó thở khi hạ cánh xuống thành phố này, mặc dù triệu chứng này thường biến mất chỉ sau vài giờ mà thôi. Bởi vì thành phố Mexico rất cao nên nó không quá nóng như bạn nghĩ. Nhiệt độ lạnh nhất là khoảng 6 độ C và nóng nhất cũng chỉ là khoảng 29 độ C. Quả là một điều kiện tuyệt vời để con người có thể sinh sống tại đây. Thành phố Mexico cũng là thành phố cổ nhất ở châu Mỹ. Nó được thành lập vào năm 1325 bởi người Aztec. Ban đầu gọi là Mexico Tenochtitlan theo tên người sáng lập của họ và từng là thủ đô của đế chế Aztec với dân số khoảng 300.000 người, nhiều hơn bất kỳ thành phố nào ở châu Âu cùng thời điểm đó. Và đến bây giờ thì thành phố Mexico vẫn đang là thành phố đông dân nhất ở châu Mỹ. Mexico là thành phố đông dân nhất ở châu Mỹ và từng là thành phố đông dân nhất trên thế giới, sau thành phố Tokyo của Nhật Bản mà thôi. Nhưng tính đến bây giờ thì Mexico chỉ còn là thành phố đông dân thứ tư trên thế giới với dân số là 22 triệu người. Dân số này thì ít hơn Tokyo, Delhi và Thượng Hải, những thành phố nằm trong top 3 đông dân nhất thế giới. Và thành phố này là một trong những thành phố giàu có nhất trên thế giới với tốc độ tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc. Thành phố này đóng góp đến 20% GDP của toàn đất nước Mexico, trở thành thành phố giàu có thứ 7 trên thế giới sau Tokyo, New York, Los Angeles, Chicago, Paris và London. Vì vậy, nó là một trong những trung tâm tài chính quan trọng nhất không chỉ của Mexico, không chỉ của châu Mỹ mà còn của cả thế giới. Sự thật thú vị tiếp theo, thành phố Mexico có hệ thống giao thông công cộng cực kỳ rộng lớn và đồ sộ. Công dân của thành phố này chủ yếu đi lại bằng xe buýt, tàu điện ngầm, ô tô và xe đạp. Hơn 25% dân số, tức là khoảng 7 triệu người, sử dụng tàu điện ngầm mỗi ngày. Và đây là hệ thống tàu điện ngầm lớn nhất ở Mỹ Latin cũng như dài nhất trên thế giới, với 12 tuyến kết nối 195 nhà ga khác nhau. Xe đạp cũng là một hình thức đi làm phổ biến khác tại thành phố Mexico. Cư dân ở đây nếu muốn đi xe đạp thì không hẳn phải sắm riêng cho mình một chiếc xe, mà có những dịch vụ riêng biệt để cung cấp xe đạp cho họ sử dụng đi lại qua rất là nhiều địa điểm trong thành phố. Còn nếu bạn không thích đi phương tiện công cộng hoặc không thích đi xe đạp thì có thể sử dụng taxi. Với khoảng trên 100.000 chiếc taxi thì thành phố Mexico cũng là thành phố có số lượng taxi trên bình quân đầu người cao nhất trên thế giới. Nghe thì có vẻ rất ngột ngạt đúng không? Nhưng ở nơi đây, chính trong thành phố Mexico lại có công viên lớn nhất ở Mỹ Latin. Đó chính xác là một khu rừng thì đúng hơn. Công viên rừng này có tên là Chapultepec. Thường nói về độ lớn, về sự hoành tráng của trung tâm, người ta sẽ so sánh với công viên trung tâm của New York. Và cái công viên này của thành phố Mexico thì có diện tích lớn gấp đôi công viên trung tâm của New York. Không chỉ có công viên lớn, quảng trường chính của thành phố Mexico cũng rất lớn, với diện tích là 46.800 m². Quảng trường trung tâm của thành phố là một trong những quảng trường nổi tiếng nhất trên thế giới và là quảng trường lớn nhất trong số các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha, được biết đến với tên gọi là Zócalo, sau khi tổng thống của Mexico là Antonio López de Santa Anna tổ chức một cuộc thi vào năm 1843 để làm một đài tưởng niệm tôn vinh nền độc lập của Mexico. Người chiến thắng đã lên kế hoạch xây dựng một cột cờ lớn ở trung tâm của quảng trường. Tuy vậy, đến nay, dự án vẫn chưa thể hoàn thành.
Và nếu bạn đến với thành phố Mexico và dự định rằng lịch trình của mình là đi tham quan những bảo tàng để biết thêm về lịch sử, biết thêm về hiện tại, thì có lẽ bạn sẽ mất rất rất nhiều thời gian để tham quan hết tất cả các bảo tàng, bởi vì thành phố Mexico có hơn 150 bảo tàng. Thành phố này có số lượng bảo tàng lớn nhất ở châu Mỹ và có số lượng lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau London. Tổng cộng chính xác là 186 bảo tàng được công nhận chính thức và hơn 200 bảo tàng chưa được công nhận chính thức. Có nhiều bảo tàng hơn cả Madrid, hơn cả Paris, hơn cả New York. Nói về thể thao thì thành phố Mexico là thành phố đầu tiên trên thế giới đăng cai World Cup 2 lần. Đó là World Cup 1970 và World Cup 1986, chúng ta vẫn quen gọi là Mexico 86. Ở thành phố Mexico cũng có trường đại học lớn nhất trên thế giới, đó là Trường Đại học Quốc gia Mexico. Đây là ngôi nhà của hơn 300.000 sinh viên và gần 40.000 học giả. Trường này có rạp chiếu phim, có nhà hát, có 3 dàn nhạc, có một đội bóng đá, có một sân bóng đá đạt tiêu chuẩn Olympic, có hơn 30 bảo tàng ở trong trường đại học và có các cơ sở của trường đại học này ở Tây Ban Nha, ở Pháp, ở Mỹ, ở Canada và ở Trung Quốc. Xung quanh diện tích của trường đại học này thì bạn có thể tìm thấy 2 trạm cứu hỏa và thậm chí trường cũng có riêng một kênh truyền hình. Có một điều rất là đáng lo ngại với nhiều người khi nói đến Mexico, đó là mức độ an toàn khi bạn đến với đất nước này. Nhưng riêng ở thành phố Mexico thì bạn sẽ được an toàn gần như tuyệt đối. Trên thực tế thì thành phố Mexico có một lực lượng cảnh sát đông đảo và tích cực, với tỷ lệ cảnh sát là 1 cảnh sát trên 100 người, một tỷ lệ rất cao, và có khoảng 11.000 camera an ninh được lắp đặt ở khắp nơi trên thành phố. Sự thật thú vị cuối cùng về thành phố Mexico, một sự thật đầy ngọt ngào. Thành phố Mexico giữ kỷ lục Guinness thế giới về số người hôn nhau cùng một lúc. Gần 40.000 người đã cùng nhau phá kỷ lục này vào ngày lễ tình nhân của năm 2009. Trên chính quảng trường rộng lớn nhất của thành phố Mexico, quảng trường nổi tiếng, quảng trường mang tên Zócalo. Đó là tất cả những gì đầy thú vị về thành phố Mexico, một trong những thành phố lớn nhất, đông dân nhất, hấp dẫn nhất, an toàn nhất, xanh nhất. Và điều đặc biệt nhất là thành phố được xây dựng trên một hồ nước và nó đang thực sự chìm hàng ngày theo đúng nghĩa đen. Đến đây thì câu chuyện cũng xin được kết thúc. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.